một vấn đề tôi thiết nghị và tôi cũng đi các cử tri thì bây giờ là chúng ta tập trung vào cái mũi nhọn ngành nông nghiệp của ta, bởi vì lâu nay có nhiều cái chương trình đề án triển khai trong tỉnh, trong cộng đồng một số huyện trên địa bàn Trung Quốc, các chương trình đề án bằng mô hình làm một số rất hiệu quả, tuy rằng có một số cái mô hình cũng đạt hiệu quả mà mang lại cái vấn đề phiền cũng như cái tâm lý của người dân khi triển khai chương trình dự án. Và tôi đề nghị là những chương trình dự án hiệu quả thì tiếp tục nhân rộng, còn những chương trình không hiệu quả không nhất thiết phải kéo dài cái dự án, để làm sao chúng ta các cấp các ngành ngồi lại thống nhất để đưa ra một chấm dứt những cái mô hình này hiệu quả để mang lại cho người dân.